Kính mời toàn thể nhân dân nghe đài truyền thanh đọc thông báo của Ban lãnh đạo thôn Ngọc Trục. Kính thưa toàn thể nhân dân, thời gian qua được sự quan tâm của Ban lãnh đạo xã, huyện, thành phố, quê hương ta đã và đang hoàn thiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao, đường liên xã được giải nhựa áp phan qua thôn, đường giao thông nội đồng ở dọc đồng cửa cùng các hệ thống mương cứng phục vụ cho tưới tiêu, đường trước cửa làng, hệ thống thoát nước sinh hoạt trong khu dân cư, thông tuyến xóm 5, đổ bê tông quanh giếng lấp và khu liên hợp văn hóa thể thao mới. Với mức đầu tư nhiều tỷ đồng, nếu các công trình trên mà với nguồn vốn xã hội hóa và tự lực cánh sinh thì chúng ta phải mất nhiều chục năm mới thực hiện được. Thưa toàn thể nhân dân, trong việc cải tạo, xây dựng, kiến thiết, tôn tạo các công trình cũng đã phần nào ảnh hưởng tới quy luật vận hành của vận khí và địa long mạch trong khu vực dân cư. Chúng ta chưa đủ trình độ kiến thức để hiểu và biết quy luật vận hành của địa long mạch, khí lực, huyệt đạo đã và đang vận hành hoạt động trong địa dư của thôn nhà. Nhưng ai cũng đều biết là sau mỗi sự xây dựng, sửa chữa, tôn tạo nhà cửa, ao chuông, mồ mả, mỗi gia đình đều phải làm lễ tạ, lễ hàn theo long mạch và bồi hoàn điền thổ để chúng ta yên tâm. Những việc ta vừa làm nếu có ảnh hưởng tới vận khí, huyệt đạo và lưu thông địa long mạch thì cũng một phần sám hối và sửa chữa. Thời gian qua trong địa phương chúng ta đào bới xây dựng tôn tạo nhiều. Ban lãnh đạo tiếp thu sự đề xuất của đông đảo nhân dân phản ảnh về các hiện tượng trong cộng đồng dân cư thôn ta thời gian vừa qua, tuy lẻ tẻ và nhỏ như tai nạn giao thông, bệnh tật, tai ương, sự bất thường trong dân cư có ảnh hưởng tới sức khỏe, kinh tế và tinh thần của một số nhà, một số người. Đó có thể là một phần do ảnh hưởng của vận khí huyệt đạo và lưu thông địa long mạch các công trình xây dựng vừa qua ảnh hưởng. Để kỳ vọng khơi thông vận khí các huyệt đạo để lưu thông vận khí địa long mạch, để các bậc thần linh thổ địa Thanh Long Bạch Hổ, Bà Chúa Giếng, Đức Thành Hoàng, các bậc thánh nhân tại đình, điếm, đền, mẫu, đền cả và Phật Thánh tại chùa chứng minh công đức, ban lãnh đạo thôn đã đề xuất được đông đảo nhân dân tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri nhất trí, được hội nghị dân chính đảng cụ thể hóa bằng nghị quyết. Vậy ban lãnh đạo thôn thông báo tới toàn thể nhân dân và các ông bà xóm ngõ tự quản, các ban chấp hành các đoàn thể chính trị và tổ chức xã hội, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thôn được biết, thôn ta tổ chức lễ hàn the long mạch. Đây là một khóa lễ lớn được tổ chức đầy đủ các bước tại các địa điểm cụ thể như sau: tại đình, chùa, đền, điếm, lễ kính cáo các bậc Phật Thánh với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, với mục đích phục vụ đời sống dân sinh, phát triển kinh tế của địa phương. Do chúng ta là người trần mắt thịt, không nhìn thấy, không biết, nếu có xúc phạm tới oai linh đang yên vị của các ngài, nay thành tâm sửa biện lễ nghi, cung trần sám hối, những mong được Phật Thánh gia hộ, đại xá, trở che cho mọi người, mọi nhà, sức khỏe an khang, tiếp tài, tiếp lộc, công danh trí tuệ, kinh tế ngày càng phát triển, người người, nhà nhà đều có những niềm vui. Tại các khu vực vừa qua đào bới thay đổi hiện trạng điền thổ, được làm lễ kính cáo với các thần linh ngũ phương tám hương, thần linh thổ địa Thanh Long Bạch Hổ, những mong khôi phục và phát triển được vượng khí các huyệt đạo, khơi thông vận khí địa long mạch. Chúng ta sẽ sắm sửa 5 ngựa ngũ phương, 2 voi thuần chiến, thuyền rồng vượt sóng, cung tiến các bậc thần linh. Thưa toàn thể nhân dân, khóa lễ này, ban lãnh đạo thôn nhờ bà nhượng giấy sớ các nơi kêu cầu đầy đủ cho mọi người, mọi nhà ở các đình đền. Được biết, bà nhượng đã phát tâm giáo hóa các con nhang đệ tử gần xa cùng nhân dân chúng ta đóng bè thập phúc để khóa lễ được 10 phần viên mãn. Kính thưa toàn thể nhân dân, khóa lễ tiến hành hồi 7 giờ sáng ngày 15 tháng 5 âm lịch, tức sáng ngày Chủ nhật, đến 10 giờ 30 là kết thúc mọi nội dung. Vậy ban lãnh đạo thôn thông báo để toàn thể nhân dân, các ông bà xóm ngõ trưởng biến báo cho các hộ
nhân dân của xóm mình, các ban chấp hành đoàn thể thanh niên, phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, thông báo cho các hội viên của mình và tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của khóa lễ để mọi nhà, mọi người phát tâm tiền gạo, vật phẩm, hữu lễ, đóng bè thập phúc để trong sớ văn dâng trình trước án tọa có gia đình mình, cá nhân mình trong đó. Ban tổ chức khóa lễ sẽ bố trí tăng âm để chủ lễ tuyên sớ công khai minh bạch. Hàng ngày ban lãnh đạo nhờ ông Từ trực tại đình để tiếp thu sự thành tâm của mọi người. Sau khi hàn the long mạch các nơi xong, mời toàn thể nhân dân về tại đình thụ lộc, những mong một tí lộc thánh hơn một gánh lộc trần. Ban tổ chức khóa lễ một lần nữa kính mong mọi nhà, mọi người cùng toàn thể nhân dân phát tâm hiệu lễ để khóa lễ đạt 10 phần viên mãn. Xin ghi nhận và cảm ơn toàn thể nhân dân. Thay mặt ban lãnh đạo thôn, trưởng thôn Dương Văn Hợi. Kính mời toàn thể nhân dân nghe đài truyền thanh đọc thông báo của ban lãnh đạo thôn Ngọc Trục. Kính thưa toàn thể nhân dân, thời gian qua được sự quan tâm của ban lãnh đạo xã, huyện, thành phố, quê hương ta đã và đang hoàn thiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao, đường liên xã được giải nhựa áp phan qua thôn, đường giao thông nội đồng ở dọc đồng cửa cùng các hệ thống mương cứng phục vụ cho tưới tiêu, đường trước cửa làng, hệ thống thoát nước sinh hoạt trong khu dân cư, thông tuyến xóm 5, đổ bê tông quanh giếng lấp và khu liên hợp văn hóa thể thao mới. Với mức đầu tư nhiều tỷ đồng, nếu các công trình trên mà với nguồn vốn xã hội hóa và tự lực cánh sinh thì chúng ta phải mất nhiều chục năm mới thực hiện được. Thưa toàn thể nhân dân, trong việc cải tạo, xây dựng, kiến thiết, tôn tạo các công trình cũng đã phần nào ảnh hưởng tới quy luật vận hành của vận khí và địa long mạch trong khu vực dân cư. Chúng ta chưa đủ trình độ kiến thức để hiểu và biết quy luật vận hành của địa long mạch, khí lực, huyệt đạo đã và đang vận hành hoạt động trong địa dư của thôn nhà. Nhưng ai cũng đều biết là sau mỗi sự xây dựng, sửa chữa, tôn tạo nhà cửa, ao chuông, mồ mả, mỗi gia đình đều phải làm lễ tạ, lễ hàn the long mạch và bồi hoàn điền thổ để chúng ta yên tâm những việc ta vừa làm nếu có ảnh hưởng tới vận khí, huyệt đạo và lưu thông địa long mạch thì cũng một phần sám hối và sửa chữa. Thời gian qua trong địa phương chúng ta đào bới xây dựng tôn tạo nhiều. Ban lãnh đạo tiếp thu sự đề xuất của đông đảo nhân dân phản ảnh về các hiện tượng trong cộng đồng dân cư thôn ta thời gian vừa qua, tuy lẻ tẻ và nhỏ như tai nạn giao thông, bệnh tật, tai ương, sự bất thường trong dân cư có ảnh hưởng tới sức khỏe, kinh tế và tinh thần của một số nhà, một số người. Đó có thể là một phần do ảnh hưởng của vận khí huyệt đạo và lưu thông địa long mạch các công trình xây dựng vừa qua ảnh hưởng. Để kỳ vọng khơi thông vượng khí các huyệt đạo để lưu thông vận khí địa long mạch, để các bậc thần linh thổ địa Thanh Long Bạch Hổ, Bà Chúa Giếng, Đức Thành Hoàng, các bậc thánh nhân tại đình, điếm, đền, mẫu, đền cả và Phật Thánh tại chùa chứng minh công đức, ban lãnh đạo thôn đã đề xuất được đông đảo nhân dân tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri nhất trí, được hội nghị dân chính đảng cụ thể hóa bằng nghị quyết. Vậy ban lãnh đạo thôn thông báo tới toàn thể nhân dân và các ông bà xóm ngõ tự quản, các ban chấp hành các đoàn thể chính trị và tổ chức xã hội, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thôn được biết, thôn ta tổ chức lễ hàn the long mạch. Đây là một khóa lễ lớn được tổ chức đầy đủ các bước tại các địa điểm cụ thể như sau: tại đình, chùa, đền, điếm, lễ kính cáo các bậc Phật Thánh với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, với mục đích phục vụ đời sống dân sinh, phát triển kinh tế của địa phương. Do chúng ta là người trần mắt thịt, không nhìn thấy, không biết, nếu có xúc phạm tới oai linh đang yên vị của các ngài, nay thành tâm sửa biện lễ nghi, cung trần sám hối, những mong được Phật Thánh gia hộ, đại xá, trở che cho mọi người, mọi nhà, sức khỏe an khang, tiếp tài, tiếp lộc, công danh trí tuệ,
kinh tế ngày càng phát triển, người người, nhà nhà đều có những niềm vui. Tại các khu vực vừa qua đào bới thay đổi hiện trạng điện thổ, được làm lễ kính cáo với các thần linh ngũ phương tám hương, thần linh thổ địa, Thanh Long Bạch Hổ, những mong khôi phục và phát triển được vượng khí các huyệt đạo, khơi thông vận khí địa long mạch. Chúng ta sẽ sắm sửa 5 ngựa ngũ phương, 2 voi thuần chiến, thuyền rồng vượt sóng, cung tiến các bậc thần linh. Thưa toàn thể nhân dân, khóa lễ này, ban lãnh đạo thôn nhờ bà Nhượng giấy sớ các nơi kêu cầu đầy đủ cho mọi người, mọi nhà. Ở các đình đền, được biết, bà Nhượng đã phát tâm giáo hóa các con nhang đệ tử gần xa cùng nhân dân chúng ta đóng bè thập phúc để khóa lễ được 10 phần viên mãn. Kính thưa toàn thể nhân dân, khóa lễ tiến hành hồi 7 giờ sáng ngày 15 tháng 5 âm lịch, tức sáng ngày Chủ nhật, đến 10 giờ 30 là kết thúc mọi nội dung. Vậy ban lãnh đạo thôn thông báo để toàn thể nhân dân, các ông bà xóm ngõ trưởng biến báo cho các hộ nhân dân của xóm mình, các ban chấp hành đoàn thể thanh niên, phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, thông báo cho các hội viên của mình và tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của khóa lễ để mọi nhà, mọi người phát tâm tiền gạo, vật phẩm hữu lễ, đóng bè thập phúc để trong sớ văn dâng trình trước án tọa có gia đình mình, cá nhân mình trong đó. Ban tổ chức khóa lễ sẽ bố trí tăng âm để chủ lễ tuyên sớ công khai minh bạch. Hàng ngày ban lãnh đạo nhờ ông Từ trực tại đình để tiếp thu sự thành tâm của mọi người. Sau khi hàn the long mạch các nơi xong, mời toàn thể nhân dân về tại đình thụ lộc, những mong một tí lộc thánh hơn một gánh lộc trần. Ban tổ chức khóa lễ một lần nữa kính mong mọi nhà, mọi người cùng toàn thể nhân dân phát tâm hữu lễ để khóa lễ đạt 10 phần viên mãn. Xin ghi nhận và cảm ơn toàn thể nhân dân. Thay mặt ban lãnh đạo thôn, trưởng thôn Dương Văn Hợi. Kính mời toàn thể nhân dân nghe đài truyền thanh đọc thông báo của ban lãnh đạo thôn Ngọc Trục. Kính thưa toàn thể nhân dân, thời gian qua được sự quan tâm của ban lãnh đạo xã, huyện, thành phố, quê hương ta đã và đang hoàn thiện các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao, đường liên xã được giải nhựa áp phan qua thôn, đường giao thông nội đồng ở dọc đồng cửa cùng các hệ thống mương cứng phục vụ cho tưới tiêu, đường trước cửa làng, hệ thống thoát nước sinh hoạt trong khu dân cư, thông tuyến xóm 5, đổ bê tông quanh giếng lấp và khu liên hợp văn hóa thể thao mới. Với mức đầu tư nhiều tỷ đồng, nếu các công trình trên mà với nguồn vốn xã hội hóa và tự lực cánh sinh thì chúng ta phải mất nhiều chục năm mới thực hiện được. Thưa toàn thể nhân dân, trong việc cải tạo, xây dựng, kiến thiết, tôn tạo các công trình cũng đã phần nào ảnh hưởng tới quy luật vận hành của vận khí. Xóm làng đổi mới khang trang, chúng ta chưa bê tông nhựa hóa, hoa vàng lở bên, quê nhà phát triển vươn lên, điện đường trường trạm ngày thêm đẹp giàu. Sau mỗi sự xây dựng sửa chữa tôn tạo, có những nghi thèm nghi màu, bàn tay nghi óc dựng mày xây, có những nghi thèm nghi màu, ta cùng đi đua lòng thôn đổi mới, vươn tới mạnh giàu, các cấp ngành ban đồng lòng vượt khó nghèo coi xua kỳ ta bất thường trong dân cư có ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế và tinh thần của một số nhà, một số người. Đó có thể là một phần có ảnh hưởng của vận khí huyệt đạo và lưu thông địa long mạch, các công trình xây dựng vừa qua ảnh hưởng. Để kỳ vọng khơi thông vượng khí các huyệt đạo, lưu thông vận khí địa long mạch tầng để các bậc thần linh thổ địa Thanh Long Bạch Hổ và chú diễm thành hoàng, các bậc thánh nhân tại đình tiếng đền mẫu đền cả và phật thánh tại chùa chứng minh công đức. Ban lãnh đạo thôn đã đề xuất được đông đảo nhân dân tham dự hội nghị.
tiếp xúc cử tri nhất trí được hội nghị dân chính đảng cụ thể hóa bằng nghị quyết. Vậy ban lãnh đạo thôn thông báo chân tự nơi và nơi thôn xóm nghị phổ nghị ban chấp hành các đoàn thể chính trị và tổ chức xã hội biển đường soi sáng được biết cảnh mưa tay ruộng trồng lúa theo những ngày sạch vui sáng lớn sữa được tổ chức đầy đủ giáo dục y tế nâng cao nghề cao nên tiếp tục triển khai các hoạt động phát với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao với mục đích phục vụ đời sống dân sinh phát triển kinh tế của địa phương. Mới cô chúng ta là người trần mắt thịt bao công sức ngày ngày nếu có xúc phạm tới oai linh vươn lên vì cuộc sống đủ đầy tâm sửa biện lễ nghi việc làm hữu ích giải bày sẻ chia trở che cho mọi người mọi nhà sức khỏe an khang tiếp tài thân thiện trí tuệ kinh tế ngày càng phát triển người người nhà gia nhà đình văn hóa thanh cao thân thiện nên trí tuệ được làm lễ về vui chơi tâm lòng bên khách biết mấy từ hà phát triển với nhà tế tăng đón nhận danh hiệu cao quý ba của mình và tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của khóa lễ để mọi nhà, mọi người phát tâm tiền gạo vật phẩm xung về đẹp lắm người ơi, toàn dân chung sức xây đời gấm hoa, quê hương nắng ấm tràn hòa, đồng xanh lúa hát ý. Đời đẹp lắm mi với bầu phong cảnh dòng sông xanh mát ngọt phù sa cánh đồng màu lam chuyên canh đi
đời sung túc mùa xuân đang về. Giống ấy ruộng đồng ngát xanh, lòng dân nhân ái chân thành, nông thôn kiểu mẫu đã nhanh vẹn toàn. Chúng sức mi đồng mi lòng, do dân đoàn kết chung tay tiêu chí hoàn nhị đành, một niềm hân hoan trong lòng phấn khởi. Cán bộ không ngừng lăn lội tiên phong bước đầu, dân chúng thịnh diện đi đã nghĩ bừng, quê hương sức xuân giờ đây sắc diện đi đã nghĩ bừng. Qua rồi gian chân công làm hoa mỹ, về nỗi đơn thuần mà có chiều sâu để mà cuộc sống vui hơn đi. Sáng ngời nét đẹp tinh khôi, vì ta cố gắng từ hồi khó khăn, vượt trên vất vả nhọc nhằn, cán bộ thôn xã đã chăn trở nhiều. Sâu nặng nghĩa tình, những người xa xứ thân yêu, sâu nặng nghĩa tình, góp phần dựng xây như cành chiêu trai, quả ngọt đơm đầy nhờ những quả công của người đóng góp dựng. Đô thị trên mi đà, quê hương đổi mới nay mai. Đô thị trên mi đà, huy hoàng tương lai, một phường trong phố hạnh phúc lâu dài, phấn khởi lòng dân cuộc đời tươi sáng, tươi sáng hơn thì thank you.
xóm nàng đổi mới khang trang, bê tông nhựa hoa, hoa vàng nở canh, quê nhà phát triển vươn lên, điện đường trường tràn ngày thêm đẹp giàu. Có những nghi thêm thì đào bàn tay khi óc dựng xây, có những nghi thêm thì màu ta cùng thi đua đồng thôn đổi mới vươn tới mạnh giàu, các cấp ngành bằng đồng lòng vượt khó nghèo đói xua. Dùng khúc mùa xuân đang về.
mùa nào giống ấy, ruộng đồng ngát xanh, lòng dân nhân ái chân thành, nông thôn kiểu mẫu đã nhanh vẹn toàn. Chúng sức đồng lòng, do dân đoàn kết chung tay, tiêu chí hoàn nhị thành một niềm hân hoan trong lòng phấn khởi. Cán bộ không ngừng lăn lội tiên phong bước đầu, dân chúng thịnh sắc diện đi đã nghi bừng, quê hương sức xuân giờ đây sắc diện đi đã nghi bừng, qua rồi gian chân công làm hoa mỹ về nỗi đơn thuần mà có chiều sâu để mà cuộc sống vui hơn đi. Sáng người nét đẹp tinh khôi vì ta cố gắng từ hồi khó khăn, vượt trên vất vả nhọc nhằn, cán bộ thôn xã đã trăn trở nhiều. Sâu nặng nghĩa tình, những người xa xứ thân yêu, sâu nặng tình góp phần dựng xây như cành chiêu trai, quả ngọt đơm đầy nhờ những quả công của người đóng góp dựng xây. Một phường trong phố hạnh phúc lâu dài, phấn khởi lòng dân cuộc đời tươi sáng hơn.